top 1 loại sầu riêng rất phù hợp trồng ở Tây Nguyên và mang lại giá trị kinh tế rất cao cho bà con Tây Nguyên. Chào mừng quý bà con, chúng ta quay trở lại những video tiếp theo do Hoàng Anh làm host. Và ngày hôm nay đây là một trong những cái hoạt động tại Willow Farm. Bà con thấy là xe đang được bạn Cương quản lý chức lên xe để mà đi gửi hàng, một cái chuyến xe đi quốc lộ 14. Willow Farm thì có rất là nhiều phương thức để giao hàng cho quý bà con chúng ta, từ hình thức chuyển phát nhanh cho tới là gửi xe khách, gửi xe đò, dưới quê anh gọi là sửa xe đò, rồi gửi ghép xe tải, để làm bằng tất cả mọi phương thức để có thể giao hàng tới quý bà con chúng ta sớm nhất. Và thường nếu bà con chúng ta đặt hàng tại Willow Farm thì bằng hình thức nào thì trong vòng tầm khoảng từ 3 tới 7 ngày thì quý bà con chúng ta sẽ nhận được. Riêng đối với hàng phân bón thì Hoàng Anh sẽ cho đi rất là nhanh, tầm khoảng 3 tới 4 ngày là quý bà con chúng ta sẽ nhận được hàng phân bón, thì quý bà con chúng ta có thể chăm sóc khu vườn của mình thật là tốt rồi. Và ngày hôm nay có rất nhiều quý bà con ở Tây Nguyên bắt đầu chuẩn bị hết mùa mưa, và quý bà con chúng ta muốn tìm hiểu về trồng cây sầu riêng. Thực sự cây sầu riêng là một cái cây nhà giàu, mang lại giá trị kinh tế rất là cao cho quý bà con chúng ta. Nhưng mà Hoàng Anh muốn nhắc nhớ quý bà con chúng ta rằng cái gì cũng có cái giá của nó, cái gì cũng cần có cái sự đánh đổi để mà chúng ta coi là chúng ta có thật sự xứng đáng nhận được cái nguồn thu nhập đó hay không. Để khi trồng sầu riêng thì bà con nhớ giúp cho Hoàng Anh, đây là một cây khó chinh phục chứ không phải dễ. Giống như là chúng ta đi chinh phục vợ mình, chinh phục người yêu của mình, chinh phục cái người mà mình thương, mình quý, thì khá là tốn thời gian, khá là tốn nhiều tâm tư về công sức, chứ không phải là thả nó xuống dưới đất trồng rồi nó sẽ ra trái cho mình đâu quý bà con nhé. Thì sầu riêng bà con sẽ thấy là nó rất là dễ bị các cái như là rầy xanh, rồi rầy phấn trắng, rồi sâu đục thân, sâu kim, rồi mọt chuỗi vân vân, nó tấn công cây của mình mà gần như là bất kỳ thời điểm nào. Rồi tiếp nữa là cây nó dễ bị nấm khuẩn tấn công, nó tấn công gây là bệnh thối cụ rễ, bệnh vàng lá, cháy lá, rồi những cái bệnh như là ghẻ lá, lỡ lá, tháng thư, vân vân. Ở dưới gốc thì nó có thêm tiếng trùng, rồi bệnh thối rễ, vân vân, nứt thân xì mũ, đó là những cái bệnh thường xuyên diễn ra ở cây sầu riêng. Và ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải chú ý để làm tai chi cành của nó thật là khỏe, thật là lực lưỡng, và bộ lá thì phải xanh và dày, ở cái mức độ là xanh dày bóng cái dạng hữu cơ chứ không phải dạng dư đạm như bà con nhé, để giúp cho cây của mình nó có cái khả năng mang trái và mang lại nguồn thu nhập tốt với bà con chúng ta. Đó, khi bắt đầu video thì Hoàng Anh không có đưa cái dễ trước, Hoàng Anh đưa cái khó trước để xem là bà con chúng ta có quyết định là nên trồng cây sầu riêng ở cái vùng đất Tây Nguyên hay không. Và thật sự ra là rất nhiều quý bà con của Willow Farm, rất nhiều khách hàng của Willow Farm ở tại Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum đồ này kia đã trồng và rất là thắng trong cái vụ sầu riêng năm nay. Thường thường mỗi năm thì sầu riêng ở tại những cái vùng này nó sẽ dao động tầm khoảng 40-50 ngàn đồng 1 kg, đã bắt đầu có lời rồi. Tại vì giá cost của sầu riêng, giá vốn của sầu riêng khi bà con chúng ta làm mà làm tốt á, mà làm kiểu nhỏ lẻ thôi nha, chứ chưa phải là làm farm lớn giống như như bác bầu đất đâu nha, thì cái giá mà vốn của mỗi 1 kg sầu riêng nó dao động tầm khoảng 20.000 đồng 1 kg. Vậy thì khi chúng ta bán 40-50.000 đồng 1 kg mà chúng ta đã có lời rồi quý bà con nhé, vậy thì bà con chúng ta làm ra cái sản lượng nó nhiều thì chúng ta sẽ có lời nhiều. Đấy, nhưng mà năm nay trộm vía một cái là Trung Quốc họ lại chịu ăn sầu riêng, là những thị trường khác cũng rất chịu ăn sầu riêng, và giá của sầu riêng của chúng ta thì được tăng lên khá là cao. Và quý bà con miền Tây thì đầu năm thì bán sầu riêng Thái, sầu riêng ri có thời điểm lên 160-180, rồi có thời điểm lên cả 200.000 đồng 1 kg. Tới cái lúc mà trung tuần gọi là rộ vụ thì nó sẽ còn lại tầm khoảng 60-70-80. Và hiện tại bây giờ sầu riêng đang có ở tại vùng Tây Nguyên Đắk Lắk đang bị giành giật mua nha bà con nha, đang bị là giành giật mua với cái giá từ 80-100.000 đồng 1 kg. Và đó chính là giá của sầu riêng Thái. Và phía sau lưng Hoàng Anh đây, đây là những cái cây sầu, cây giống sầu riêng Thái rất là tốt quý bà con. Hàng này là hàng một cơ đọt, hàng này là một hàng một cơ đọt, và bà con thấy luôn hàng này là chuẩn bị đi giao đến cho khách ở Tây Nguyên, đang đợi ngớt ngớt mương chút xíu là Hoàng Anh sẽ giao hàng này đến cho quý bà con chúng ta ở Tây Nguyên, mà cụ thể là ở Đắk Lắk và ở trên Đắk Nông, cái đường mà dọc theo quốc lộ 14 là Hoàng Anh hay đi giao hàng ở trên khu này. Đây bà con xem cái coi sầu riêng Thái hàng một cơ đọt nè, rất là đẹp. Hàng này là toàn bộ cái lô này là lô rất VIP như quý bà con, và cây giống của Willow Farm lúc nào cũng là đối với cây sầu riêng Thái lúc nào cũng phân chia rất là đầy đủ và trồi tược phát triển rất là mạnh như thế này quý vị. Và đây là gốc VIP nha, Hoàng Anh kinh không nổi luôn á, cây gốc này là khoảng 3,5-4 phân, còn lô gốc này Hoàng Anh bóc cái lô gốc từ 2,5 phân ăn lên cho khách hàng, từ 2,5 phân ăn lên cho khách hàng, và con thấy trồi tược phát triển rất mạnh, lá hoàn toàn sạch bệnh, không
có hề có sâu bệnh gì hết và lá rất là dày. Hàng này Hằng Anh đã xả nắng rồi nhưng mà tập kết vô đây để cho nó hạn chế cái sự ngưng động nước mưa, nên là để ở trong cái lưới thôi, chứ hàng này đã xả nắng cho quý vị rồi nha quý bà con nhé. Vậy thì sầu riêng Thái trồng ở Tây Nguyên nó sẽ là một cái sự lựa chọn rất là phù hợp cho quý bà con chúng ta ở cái vùng đất gọi là đất đỏ Ba Giang này. Quanh đi rất là nhiều ở Tuy Đức, Đắk Nông rồi Gia Lai, Đắk Lắk đồ này kia, và Hằng Anh thấy được cái sự cộng hưởng rất là tốt giữa cây sầu riêng Thái với lại cái vùng đất này. Về khí hậu, thổ nhưỡng, đất đai đồ này kia là nó phù hợp hết luôn bà con, phù hợp một cách gọi là bất ngờ luôn quý vị. Và nơi đây chính là nơi sẽ giúp cho sầu riêng Thái phát triển tối đa nhất, tai chi được vươn dài nhiều nhất, vì vùng đất ở Tây Nguyên khá là rộng rãi để giúp cho sầu riêng Thái phát triển tai chi. Thằng này nó thích vươn dài ra lắm quý vị. Và cái thêm nữa là gì? Cái quan trọng nữa là thằng sầu riêng Thái này ở trong ở vùng đất Tây Nguyên nó sẽ phát huy được hết tối đa cái năng suất của nó. Phát huy tối đa, và con chúng ta thầy hội gần đây có quan sát những cái trên những cái hội nhóm không ạ? Ở trên đó đưa ra những cái cây sầu riêng. Có những cái cây sầu riêng Thái mà một cây như vậy có thể đeo tầm khoảng là 200-300 kg là bình thường quý vị. 200-300 kg là rất là bình thường luôn. Và bà con nghĩ có 200-300 kg trên một trái mà ở trên Đắk Lắk Tây Nguyên bà con, trên Tây Nguyên bà con chúng ta đâu phải có 1 hecta hay là vùng đất nhỏ giống như ở dưới miền Tây đâu, trên đó bà con đất mẫu không à. Đất là 5 hecta, 10 hecta, rồi 20-30-50 hecta, số lượng rất là lớn. Và rất là nhiều các cái câu chuyện thành công đã được gửi về với Willow Farm thông qua quá trình Willow Farm tư vấn, từ giai đoạn trồng cây, giai đoạn kiến thiết tới cái giai đoạn sinh trưởng phát triển, và đặc biệt là theo đuổi trong cái giai đoạn mà làm bông và nuôi trái. Mà có một cái câu chuyện rất là hay mà anh Viễn đăng lên và đạt được cái con số, cái lượt thích rất là nhiều, tới anh quan sát tới giờ này mới đăng lên tầm khoảng một ngày thì đã được 2,4 ngàn lượt thích như quý vị nha. Và gọi là cái kết quả nó trả về một cách gọi là rất là thực tế luôn, là anh đó có 150 tới 150 gốc đã làm bông làm trái vào mùa thứ hai, và đã thu được trên dưới đâu đó 1 tỷ tiền thu nhập nha, chưa có trừ chi phí, 1 tỷ tiền thu nhập từ cây sầu riêng. Và anh rất là hoan hỷ, và khi mà người nông dân chúng ta là những người rất là tốt bụng bà con, khi mà đạt được cái kết quả rồi mới nhắn tin về cho đội ngũ kỹ thuật của Willow Farm là gửi lời cảm ơn vì đã giúp cho ảnh có một cái vườn sầu riêng có năng suất cực kỳ cao, trái cực kỳ ngon, và bán lùa hết là với giá 62 ngàn. Lùa hết tức là sao? Khi mà sầu riêng thì chúng ta hay phân loại hàng, là chẳng hạn như là hàng một học là chúng ta bỏ, hàng sâu mà có nước sâu úng là bỏ nè. Nhưng mà bây giờ lái trên đó người ta đang cắt rất là dễ, người ta lùa hết luôn là 62.000 đồng một kg ra mà con, nếu như là lùa sạch hết vào vườn đó thì anh đã thu được trên dưới 1 tỷ đồng cho cái phần thu hoạch vào năm 2023 này. Một con số quá trời ấn tượng cho với nhà nông chúng ta đó. Với nhà nông Hoàng Anh thấy được, đối với Hoàng Anh mỗi ngày mà Hoàng Anh thu nhập được tầm khoảng 1 triệu, 2 triệu, Hoàng Anh đã thấy nó rất là nhiều rồi. Mà này nguyên một cái vườn sầu riêng mà thu hoạch được 1 tỷ đồng, mặc dù đó là con số ấn định cho nguyên một năm, nhưng 1 tỷ trên 1 hecta, Hoàng Anh thấy con số thu nhập đó quá là lớn, để giúp cho quý nông gia của chúng ta có một cái cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thịnh vượng, và đủ cái chi phí cũng như đủ cái ngân sách để giúp cho những đứa con, những mầm non tương lai của nước của chúng ta đi học. Vậy thì bà con ở Tây Nguyên, bà con chúng ta đừng ngại ngần về cây sầu riêng Thái này. Sầu riêng Thái này rất là phù hợp và thị trường xuất khẩu đã rất là rộng mở rồi. Khi bà con chúng ta trồng sầu riêng Mactor hoặc sầu riêng Musakin, tập quán của nó và thị trường của nó còn khá mới mẻ, bà con chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng. Nhưng riêng đối với sầu riêng Thái thì bà con chúng ta hoàn toàn yên tâm. Bạn này là xuất khẩu đã ổn định ha. Rồi cái tập tính sinh lý đầu này của nó, làm bông làm trái của nó, bà con chúng ta cũng đã nắm rất rõ. Và vùng Tây Nguyên thì đất rất là rộng rãi, thưa gọi là thưa người mà đất thì rộng, thì chúng ta trồng sầu thiên thái vô thì sẽ rất là hợp. Và bạn này rất là thích cái vùng thổ nhưỡng và khí hậu ở chỗ đó, nên bà con ở Tây Nguyên nếu mà chúng ta có lựa chọn trồng sầu riêng mà bà con chúng ta muốn ăn chắc mặt bền, muốn hạn chế rủi ro, thì bà con chúng ta có thể chọn sầu riêng Thái. Như vậy thì cái vế thứ hai mà Hoàng Anh muốn chia sẻ là nếu quý bà con chúng ta muốn đi trước đón đầu, dĩ nhiên đi trước đón đầu thì sẽ có chứa đựng rủi ro, thì chúng ta có thể chọn sầu riêng Musakin và sầu riêng Blackthorn. Đó là hai loại cây mà chúng ta đi trước đón đầu trong nhóm sầu riêng có giá trị kinh tế cao. Và Hoàng Anh rất thích ăn sầu riêng Musakin và sầu riêng Blackthorn. Trong cái thời điểm năm 2023 có rất là nhiều thông tin rất là không hay về sầu riêng Musakin. Một số quý nhà nông chúng ta lại cưa đi rồi ghép cải tạo lại, và
Rất là nhiều người cổ suý cho việc này, nhưng Hoàng Anh thấy việc này là hoàn toàn là một trong những cái sai lầm rất là nghiêm trọng với bà con chúng ta, và chúng ta đang ảnh hưởng rất là nhiều tới cái thời gian chúng ta có thể thu hoạch sầu riêng Musakin. Thậm chí là có nhiều vườn là năm nay là làm cuối năm nay là làm bông này, mà cũng sẵn sàng chúng ta cưa đi, chúng ta ghép lại luôn. Hoàng Anh cảm thấy rất là tiếc. Hiện tại giờ sầu riêng Musakin đang được rất là nhiều thương lái thu mua để xuất khẩu như quý vị nha. Bên cạnh sầu riêng Ri, sầu riêng Thái đã được xuất khẩu thì sầu riêng Musakin bây giờ đã được xuất khẩu rồi. Vì thế thì Hoàng Anh cảm thấy rất là buồn luôn, và cảm thấy rất là tiếc cho những quý bà con nào đã có những cái sự không giữ vững lập trường. Và hồi xưa khi mà sầu riêng Thái mới về Việt Nam, chúng ta làm trái mùa đầu tiên, những mùa đầu tiên thì nó hay bị sầu, nó hay bị giật học, rồi nó hay bị cháy muối đúng không? Hay bị sượng. Và trong nhiều năm, ít nhất là cũng khoảng 3-4 năm đầu tiên để chúng ta đã tìm ra được cái tập quán, tập tính của thằng sầu riêng Thái. Và bây giờ chúng ta đã chinh phục được nó, làm ra một cái trái sầu riêng Thái là vỏ mỏng, cơm dày, hạt lép, và rất là ngon và rất là béo rồi. Thì đối với sầu riêng Musakin cũng như thế thôi, mà nhiều quý bà con chúng ta đã không đợi được, đã không vững tâm và đốn sầu riêng Musakin đi, hoặc ghép cải tạo sầu riêng Musakin. Rất là tiếc thông báo quý bà con chúng ta là sầu riêng Musakin đang được thu mua để được xuất khẩu rồi. Vậy thì bên cạnh sầu riêng Thái là loại sầu riêng an toàn và đáng trồng ở Tây Nguyên, thì Hoàng Anh thấy bên cạnh đó chúng ta cũng không nên bỏ qua hai người anh em ở nước láng giềng, đó là sầu riêng Musakin và sầu riêng Lác Thon như quý vị nha. Một lần nữa Hoàng Anh rất là mong là quý bà con chúng ta ăn cây nào rào cây đó, đã trồng rồi thì chúng ta cố gắng chúng ta chăm sóc để nó đạt được kết quả. Chúng ta đừng có bỏ lơ nó, cũng như là đừng có chạy theo xu hướng thị trường rồi chúng ta lại nghe người này nói, người kia nói, chúng ta không có vững tâm và dẫn tới cái việc là chúng ta mất khá nhiều thời gian, khá nhiều chi phí và rất là nhiều các cái tâm tư mà không đạt được kết quả như sự kỳ vọng, thì Hoàng Anh cảm thấy rất là buồn cho việc này. Và tổng đài của Willow Farm luôn mở để có thể tư vấn và đồng hành và giải quyết những cái nỗi lo của quý bà con chúng ta trong quá trình mà chúng ta canh tác nông nghiệp riêng đối với ngành cây ăn trái. Thì bà con chúng ta có thể liên hệ với Willow Farm bất cứ khi nào trong khung giờ làm việc từ 7:30 sáng cho tới 9:00 tối mỗi ngày nha quý vị nha. Rất là mong là quý bà con chúng ta với sự đồng hành cùng Willow Farm, cùng đội ngũ chuyên viên, đội ngũ kỹ thuật của Willow Farm, quý bà con chúng ta sẽ có những cái tháng ngày làm nông vô cùng vui vẻ, hạnh phúc và được sống trong một cái cuộc sống lúc nào cũng là ấm no, hạnh phúc và như ăn, như mặc, như luôn cả cái tình cảm nha quý vị nha. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo.